Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và ở những video lần trước thì em có về những cái mẫu chiếc địa hình của dòng Sava mang thương hiệu của Đức. Thì xe chỉ có một chiếc thôi. Thì rất nhiều các bác hỏi thì hôm nay trong cái lô hàng đợt mới về này thì em có về thêm hai chiếc Sava Carbon dòng địa hình. Vâng, được rất nhiều các bác mong chờ ngày hôm nay. Vâng, thì giờ mình đã tổng thể chi tiết hai chiếc xe. Vâng, vẫn là cái mẫu Sava Carbon địa hình trước của mẫu Model S550. Là vẫn là tông chủ đạo khỏe là màu tông đỏ và đen. Đây, các bác có thể thấy rõ đấy. Và rất nhiều các bác gọi và hỏi em thì trong đợt lô hàng lần này mới về thì em về thêm hai chiếc Carbon nữa. Thì cái mẫu Sava này thì không còn gì xa lạ với các bác nữa rồi. Rất là nổi tiếng và hình thức cũng rất là đẹp, rất tốt trong tầm giá cho các bác dòng địa hình Carbon. Tổng thể chiếc xe này em đoán khoảng tầm 90%. Xe còn rất là mới và đẹp nhé. Khung Carbon Sava mẫu Model S550, thương mang thương hiệu của Đức. Rất là lâu rồi em mới về được hai chiếc đẹp như vậy. Đây, bây giờ tổng thể hình thức chiếc xe các bác xem. Xe đời cao rồi, lúc đời 550 là dòng dây âm sườn rồi các bác này. Cổ và ghi đông cũng của chính hãng của Sava luôn các bác nhé. Thương hiệu này rất là quá, rất nhiều ưa chuộng rồi. Máy lắm cao su chính hãng của Sava. Tay đề Shimano Acera 9 lít, đây bên phía từng lít các bác nhé. Đây là cái nhô lên cái này cao su là của dùng cho các bác nào để điện thoại hay để đồ nhá. Xe về nguyên bản nó có cái này. Ghi đông chính hãng của Sava. Bên đĩa đây, xe được trang bị với Shimano Acera 3 đĩa, 3 tầng đĩa. Và lắm cao su. Ghi đông và tay cầm còn rất là mới. Đằng trước có biểu tượng logo hình chữ V của Sava. Cái mẫu xe Java dòng địa hình S550 là rất nhiều các bác tìm hiểu. Sóc dầu đây, có chính hãng của Sava. Còn đây là tem chính hãng bảo hành của Sava các nhé. Mayer của Sava này màu đỏ, tông màu đỏ, khoảng hai bên Mayer rất là nổi bật cho xe, rất là khỏe xe. Mayer sau đây, Mayer bạc đạn. Phanh dầu. Bên đây là thông số của shop xe. Các bác có thể đánh giá nhìn cái lốp xe này còn rất là mới rồi, gần như là chưa sử dụng mấy, mỗi còn gai lốp này. Những cái bề mặt lốp này là những đường gai li ti này giúp xe đi trên địa hình bằng phẳng hoặc đồi núi nó bám rất là ma sát bám đường nhá. Và vành cũng là nguyên cặp của Sava luôn này. Mẫu này không cần gì xa lạ rồi, quốc yên của Sava này. Bên trong đây là yên xe, đây cũng chưa tháo ra. Cái xe này thì nó có về thì nó nguyên bản nó có một cái yên ngồi luôn. Đây, cái bên trong của Sava có kín gió. Nó còn rất là đẹp nhé.
cũng nguyên bản theo xe Sava luôn. Còn đây là lốp sau của Sava đây. Thông số lốp là 26 x 1,95. Vành và may ơ nguyên bản theo chính hãng Sava. Lốp đằng sau cũng là rất là mới, xe rất là ít đi. Xe được trang bị với dây êm sườn đây. Group chủ đề Acera trang bị với 9 tầng lip. Đây bác nhìn rõ đây. Lip còn rất là mới đây. Đây. Xe ít đi mà lip vẫn còn sáng và bóng, lip và xích. 3 tầng đĩa. Xe mang thương hiệu của Đức. Hai Pop World Sapa Design. Đây bác đây. New và Black Bowler. Xe được mang thương hiệu ở Đức Sapa Carbon, dòng địa hình mà giá thành rất tốt trong tầm giá cho các bác. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ hoạt động của xe đấy, lên lip rồi rất êm và mượt, hầu như là xích lip còn gần như là mới nguyên. Xuống lip rồi đấy, các bác có thể thấy sự mượt mà của chuyển động của xe. Và bên đĩa này, xuống đĩa này, ba tầng đĩa, xuống đĩa nhỏ nhất, lên đĩa này, lên đĩa to. Vâng, xe có bộ chuyển động 9 lip, 3 đĩa cho bộ hoạt động 27 tốc độ của xe, rất êm và mượt, bác có thể thấy rõ đấy. Rất là bon xe đấy bác nhé. Xe gần như là mới, trên 90% xe. Đây là những mẫu Sava được rất nhiều các bác mong đợi. Và hôm nay em rất may mắn được về lô hàng này, hai chiếc carbon của dòng Sava. Và cái mẫu Sava thứ nhất em giới thiệu các bác thì có giá bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Vâng, những dòng Sava của thương hiệu Đức đây. Còn đây là chiếc thứ hai cũng của dòng Sava Carbon SV550. Đấy, em đi tổng thể khung hình cho các bác xem. Xe vẫn còn mới gần như là trên 90%. Cũng nguyên bộ đồ của chính hãng Sava luôn. Đằng sau là Mayer của Sava đấy. Mayer trước cũng của Sava. Sóc Sava nguyên bản. Cặp vành Sava chính hãng nguyên bản đây. Đằng trước. Và sau. Xe cũng được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa cho bộ hoạt động của xe 27 tốc độ. Củ đề Acera. Đây các bác nhìn lốp cũng rất là mới. Hai xe em về còn gần như là trên 90% xe. Nguyên bản theo xe hết. Cốt in của Sava. Còn đây là in của Sava. In bên xe Sava bên này thì có những cái lỗ thoát khí nhé, giúp các bác ngồi có thể êm mà thoáng khí hơn, không sợ các bác nóng. Đây là tay lắm của hãng nó thạch thùng các bác này. Tay lắm nó thạch thùng, tay lắm chính hãng là thùng tay lắm hiệu của nó nhá. Cầm rất êm và chắc tay. Cổ êm và ghi đông xe cũng của chính hãng của Sava. Bê đan xe này thì bê đan đi vòng. Đấy. Rất là tiếp, quay rất là tròn. Và cái mẫu xe Sava Carbon thứ hai này có giá bên em là 7.500.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Rất tốt tầm giá các bác nào quan tâm đến cái dòng thương hiệu của Đức Sava Carbon. Đây các bác tìm của hai model giống hệt nhau, carbon của dòng Sava S, model nó S550.
Vâng, chiếc này bên em có giá là 7,9 triệu. Và chiếc bên dưới này bên em có giá là 7,5 triệu. Tất cả là đều bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm cho các bác. Vâng, các bác nào quan tâm thì nhắn tin em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc là lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, em cảm ơn và hẹn các bác vào chương ngày mai.